Flat này nó gom chung ba cái, flat wow, flat win, flat basic. Ở đây anh soạn sẵn nè, đầu tiên á, cái hàng wow, xong rồi cái hàng thứ nhì là win, cái hàng thứ ba là basic. Hay gì mình viết từng cái nó mệt, thì mình viết luôn cái flat, rồi mình cho ba cái thuộc tính này vô luôn. Ví dụ như cái tầm anh viết là flat wow, anh cho nó là 1. Xong tiếp theo á là flat win, anh cho nó là 1. Flat basic, anh cho nó 50%. Anh viết như vậy á, thì anh phải viết 3 lần lặp lại cái flat này, nó mất công. Hay gì anh viết như vậy, bây giờ anh viết là flat thôi. Xong rồi anh để là 1, 50%. Nó sẽ tương đương với là wow, win và basic. Tiên là wow, xong rồi tới là win, xong rồi là tới basic. Đó là viết tắt. Ở đây á, nó hơi ngộ á. Khi mà anh để cái item, cái này á, là nó chung của ba cái div ở đây. Tức item nó chung hết, nó không có riêng lẻ. Anh đánh vô cái item này, item và item 1. Cái item của nó khi mà anh sổ xuống á, nó chỉ sổ duy nhất một cái là flat wow, còn mấy thằng kia nó không có. Rồi anh cũng để là 1, 50% vậy á, mà anh để ở cái là item 1. Ở đây sổ là 30%. Anh bấm vô cái item 1, anh bấm vô cái flat này, tự động nó sẽ sổ ra là flat wow là 1, flat win là 1, flat basic là 30%. Cái phần riêng của cái item đó thì nó sẽ sổ ra ba cái, còn cái phần chung là nó không có sổ ra ba cái. Còn item 2, 3 thì nó vẫn sử dụng cái flat của item bình thường hết. Đây nè. À, tại vì cái item 2 và item 3 anh đâu có chỉnh riêng cái flat cho nó đâu. Ở đây anh đóng comment và mình đi qua tiếp cái phần order. Order là chế độ ưu tiên á. Nếu mà em đã học bên WinFirm á là nó cũng có cái order, người ta gọi là tab order. Cái này nè, tab order, tức là ưu tiên cái phần nào lên trước, cái phần nào lên sau. Nếu như mà cái order mà có số càng thấp á thì cái phần đó sẽ cái độ ưu tiên của cái phần tử đó càng cao. Còn cái order của phần tử đó mà càng cao, cái số càng cao á, cái độ ưu tiên của nó sẽ càng thấp. Ví dụ như cái item 1 anh để là order, anh cho nó là 3 thì nó chạy ra cuối nè. Cái div ở bên đây anh khai báo item 1 lên trước, rồi xong rồi item 2, rồi item 3. Nhưng bây giờ anh chỉnh order của cái item 1 á là 3, còn hai cái item 2 và 3 mặc định á, nó là 0, nó là 0 hay 1 á. Mặc định hình như anh nhớ là 1 á. Lúc này item 2, item 3 nó vẫn giữ nguyên vị trí đó, nhưng mà cái item 1 á có số 3 chèn xuống dưới á, mặc định là 0 ha. Ví dụ như anh để là 1 đi thì item 3 nó cũng vẫn xuống dưới. Item 2 và item 3 là 0. Nhỏ nhất thì nó vẫn vị trí như vậy, nhưng mà cái item 1 á tự nhiên có cái thuộc tính order vô thì nó ship vào sau cùng. Như bây giờ ví dụ như anh muốn số 3 nó lên đầu đi. Ví dụ như order 3 là 1 nè, tức là 1 là 2, 2 là 3, 3 là 1. 3 có cái chỉ số order là nhỏ nhất thì 3 ship lên đầu, là item 3 đem lên đầu nè. Tiếp theo á, order mà kế tiếp là order 1 là có chỉ số là 2 là nhỏ thứ nhì, vậy là nó đứng thứ 2. Item 3 xong rồi tới item 1, xong rồi mới tới item 2. Tại vì item 2 nó là cái order cao nhất cho nên nó ship ở dưới cùng, nó tỷ lệ nghịch. Rồi bây giờ mình đi qua tiếp cái thuộc tính flat basic. Ở đây anh để là cái basic nè, rồi gạch cái là direction nè, là nó tương đương với lại width chứ không, nó phải đi theo với là direction. Ở trên flat là container á thì mới được. Khi mà anh để flat basic ở cái phần item của nó tương đương với container, mình phải có là flat direction. Nếu như width thì để là wow, anh để là flat basic, anh cho nó là 120 pixel. Ở đây width anh chỉnh lại là 100 pixel. Cái item này anh chỉnh cho nó là width 100 pixel và đồng thời là flat basic là 120 pixel, thì cái này là nó đang chỉnh theo cái độ ngang, là chiều ngang của nó. Nếu như anh xóa cái flat basic này, anh để width ở đây là 100, ở trên đây là container là 600, mỗi đứa nó sẽ có là 100. Item 1, item 2, item 3 là mỗi cái là 100. Đây nè, 100 nè, 100 nè, 100 nè. Anh đẩy vô là flat basic là 120 thì nó không có ăn theo 100 này nữa, nó làm theo 120 này. Hồi nãy á, item 1, item 2, item 3 là mỗi cái width của nó là 100, tổng 3 cái là 300, còn bây giờ tổng 3 cái là 360 nè. Còn cái này dư ra là 240. Thấy nè không? Cái độ rộng của nó là 120 nhân 120 nè. Rồi 120 nhân 120 nè, 120 nhân 120 nè. Còn hồi nãy là 100 nhân 120. Ví dụ như ở đây anh chỉnh là 2. Anh cho chiều cao của nó cỡ một đứa là 120 pixel. Ở đây anh để flat basic là 120, anh chưa có điều chỉnh container. Ở đây á là flat direction là row hay là column, anh chưa có, cho nên không có ăn theo. Mà mặc định nó sẽ gì, nó vẫn để là width. Ở dưới đây anh để flat basic này, anh chỉnh là hơi ở đây là 120 nè, nhưng mà nó vẫn ăn theo flat basic là 120. Định của thằng flat direction là row. Bây giờ anh xóa cái này đi, anh để là column. Em thấy nó dàn hàng theo cái chiều đứng nè. Ở đây thì anh để là column thôi. Rồi anh cho điều chỉnh hơi ở trên đây lại là 600 luôn đi. Khi mà anh chỉnh á, cái hơi ở đây 60 á, thì mỗi item chỉ có 60 thôi, tức là 3 cái cộng lại là 180, thì nó vẫn chưa đụng tới cái viền của cái hơi ở dưới đây. Mà em thấy ở đây tại sao nó đụng là bởi vì nó ăn theo cái thuộc tính là flat basic. Và ở trên cái class container anh chỉnh là flat direction á,
là anh chỉnh là column này nó dàn theo cái hơi. Ở cái phần này tầm red basic nó là 120 mà ở trên là direction là column, vậy lúc này là mỗi item nó sẽ có là 120 mà ở đây có 300 mà, cho nên nó đụng nóc luôn rồi. Đây nè, em thấy nè, 100 100 hết nè, nó bị lố ra đó, nhưng mà cái này nó co lại rồi đó. Ví dụ như anh để 360 hoặc anh để ở đây là 400 nè, 400 đi là nó xuống đủ luôn á, là nó dư ra 360 đúng không, 400, vậy ở đây nó dư là 40, nó dư ra mí ở dưới đây nè, dư ra mí ngay chỗ này nè, thấy không, dư ra một mí ở mấy cái lằn nét đứt ở dưới đó, nick column. Còn bây giờ anh sửa là rau thì nó ăn heo quýt, quýt ở đây là 120 rồi, ở đây quýt nó ra là 100 nè. Ủa 120 chứ, mặc dù ở đây anh chỉnh 100 nhưng mà nó ăn heo. Flat basic là 120. Nói nôm na hàng này lúc này á, mà anh bật cái hộp tính này lên mà với lại hộp tính của Atogi ở đây á, thì coi như hàng này nó vô dụng rồi. Nói nôm na là vậy, là anh để ở đây là bao, ở đây là 120, vậy thì lúc này nó tự hiểu width là 120 và đồng thời là dàn ngang, thì tại vì chỉnh bao mà. Còn nếu như anh bật vào column thì nó tự biết là hơi là 120, cho dù hàng này nó có hiện diện đây thì nó cũng như vô dụng. Rồi cái đó là cái hộp tính là flat basic. Hôm bữa trước là anh quên cái hộp tính là flat flow ha, thì chẳng qua flat flow này á là nó kết hợp hai cái thôi. Cái ví dụ như mình chỉnh mình canh theo là column rồi là warp warp, bình thường mình chỉ chỉnh là ví dụ như flat warp warp là no warp hay là warp, rồi xong rồi cái là direction là vol, thì có nghĩa là mình phải ghi hai cái như thế này. Bây giờ nó kết hợp thôi, flat direction anh chỉnh rồi vol. Bây giờ anh đóng comment cái flow này lại đi. Rồi anh chỉnh là flat warp warp warp, anh chỉnh nó là warp warp luôn. Cái này hỏi anh chỉnh là column nha, column đó thì em thấy á, direction á anh chỉnh là column, tức là cái có axis, god axis là god start, nó nằm ở trên cái góc cao độ này nè, nó đi xuống dưới đây xong rồi nó mới qua bên đây, warp warp mà. Còn nếu như no warp warp thì nó đỡ như bình thường thôi, là nó chảy dài xuống dưới đây. Đây anh chỉnh lại cái này cho nó là 500 pixel nè, cho nó dễ nhìn. Còn nếu như warp á thì nó xuống hàng, mà do ở đây anh chỉnh là 500 pixel, bây giờ anh chỉnh là 300 pixel thì nó xuống, nó mới qua hẹn đây. Thì hay vì mình ghi hai cái như thế này thì bây giờ mình không ghi hai cái như vậy nó bất tiện nè, anh sẽ ghi lại là flat rồi là flow, anh chỉnh cho nó là column, xong anh chỉnh cho nó là warp warp. Vậy thì nó tương đương với lại hai cái này, tức là nó kết hợp hai cái này. Cái này đầu tiên em có thể là để warp warp xong rồi em chỉnh column cũng được nữa. Ngược lại, hồi nãy ở đây mình để là column warp warp, còn bây giờ mình để ở đây là warp warp, ở đây là column, đảo qua đảo lại cái nào cũng được, tức là direction trước rồi là warp warp sau, hoặc là warp warp trước rồi direction sau cũng được. Ngay cái hộp tính flat follow, hệ hộp tính flat follow nó là vậy thôi.